Alo anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần anh em ơi. Thì chúng chúc anh em một ngày đầu tuần thật là vui vẻ ha. Rồi, thì ngày hôm nay có khá là nhiều cái để mà là khoe anh em ơi. Thì đầu tiên anh em, đó là chúng ta cũng đã nhận được cái quà vật thẩm anh em. Trời, mới quay đi quay lại thôi anh em, mình thấy cái quà vật thẩm á, nó còn 2-3 ngày nó mới hết anh em. Đang tính vô để mà lia tiếp, thử coi là nhân phẩm của mình coi có lấy được cái cuộn L2 bên này không anh em. Ai dè đâu, nó hết bà nó rồi. Rồi thì cái quà mình nhận thì nó sẽ trả về thẳng vô trong thư luôn nha anh em. Đây, đó, cuộn L1 đồ các thứ nè. Chà, đó thôi, đó mấy cái này thì giờ anh em đổi thì cũng như không thôi. Quà thì nó cũng đã trả về thư rồi anh em. Đó thì nói chung là cũng được một cuộn L1, nó cũng tạm ổn ha anh em. Còn bên này thì cuộn L2 thì ôi ôi 59/60 nè, mời rất là nhiều ông là bị đứng ở cái ải cuối này giống y chang như mình luôn ha anh em. Thì thôi, ráng cố gắng qua đợt sau anh em ơi. Qua đợt sau chúng ta lia sau ha. Rồi, khi mà vào game thì anh em nhớ là nhận mấy cái lượt xuất sắc ri nha anh em. Và cũng như là anh em nhận được thêm mấy cái quà là ở bên phó bản nè anh em. Đó, ở bên leo đậu rồi nè, anh em nhớ nhận mấy cái quà ri này ha. Chứ không là để nó mất uổng lắm đấy. Rồi, thì ngày hôm nay cũng là ngày thứ hai chúng ta sẽ có một cái cuối tuần ha anh em. Thì có một cái thông tin là vui vui dành cho anh em nữa, đó là mình đang quay video này vào lúc gọi là 1 giờ sáng anh em. 1 giờ sáng mình sẽ hẹn giờ vào lúc 12 giờ trưa để mà up video lên đó anh em. Thì nên là bây giờ thì hiện giờ thì mình không có gọi là nhập code được anh em đó, nhưng mà mình sẽ ghim cái code ở dưới phần comment. Đó, mình ghim lại, anh em chịu khó xuống phần comment để lấy code ha, cho những ông nào mà chưa nhập code nha. Thì chắc chắn cái code đó nó sẽ có 10 thùng anh em, lúc nào cũng vậy cả, rất là ngon. Rồi, thì để coi tiến độ cày cái nhiệm vụ chiến trường của mình tới đâu rồi anh em. Ây da, 3/4 rồi anh em. Đây, trời ơi, cày cũng gọi là cũng được cái bộ ha anh em. Từ đây hết sự kiện, cày hết cái này là ok. Sẵn chúng ta làm luôn cái thông thạo của con Billet luôn nha anh em. Đây, thông thạo con Billet này nè anh em. À, mình đã làm được tới 11/30 rồi anh em ơi. 6, càng ngày cái suất nổ càng nhiều anh em, làm nó hơi lâu một tí ha. Đã vậy mà nó lên tới 2 lần làm nhiệm vụ 6 sao nè anh em. Đó, rất là thốn. Thì ngày hôm qua mình cũng đã có chia sẻ về cái mẹo làm cái nhiệm vụ 6 sao con Billet rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ thực hành luôn nè anh em. Ây da, cho được ba cái nhiệm vụ ri. Ồ, cái này được kim cương nè, lấy lại kim cương đi. Mở ri thêm một cái nữa đi nè. Làm kiếm thêm mấy cái nhiệm vụ 6 sao nha anh em. Nhưng mà nhiệm vụ 6 sao đợt này thì nó hơi là thốn anh em ơi. Lâu lâu nó mới cho đây. Mới vừa nói xong khóa lại liền anh em, khóa lại liền. Để mà anh em làm mới thì nó mất đó nha. Ok. Không biết là này lấy thêm kim cương đi. Không biết là nó cho thêm hay không nữa đây anh em. Rất là khó ha, lâu lâu nó mới nhảy thôi. Thôi lấy kim cương nha anh em. Nó nhảy kim cương nhiều quá thì anh em lấy kim cương nha. Bù lại cái số kim cương của anh em. Đây, vô làm cái nhiệm vụ 6 sao con Billet đi đem. Chà, cái này rất là ngon luôn nè anh em. Cái này nó cho tới 2 luôn nè anh em. Nếu mà anh em được 2 cái tích á thì chúng ta chắc chắn ta sẽ dồn thêm được một copy anh em. Hồi nãy anh em thấy nhiệm vụ nó bắt mình làm 2 lần nhiệm vụ 6 sao đúng không? Thì làm cách này thì chỉ cần một cái nhiệm vụ 6 sao là chúng ta là làm xong rồi anh em. Đây. Đó, rồi, thêm một con kiếm sĩ nữa cho thằng Lâu đi. Rồi một con support nữa thì cho con Nami đi cũng được nè anh em. Nami Wano đi, Nami New World đi. Rồi bấm bắt đầu ha. Rồi làm cái này thì anh em ưu tiên là làm bằng kim cương luôn anh em. Cho nó xong đi, chỉ có 40 kim cương thôi, chúng ta khỏi đợi chờ ha anh em. Đây. Đó, xong nhiệm vụ 6 sao rồi anh em. À, 2 lần nhiệm vụ 6 sao lắm. Rồi bây giờ chỉ việc là đánh đấu chiến trường là xuất nộ thêm cỡ 5 lần nữa thôi là xong cái vòng này ha anh em. Đó, nói chung là mình cũng dồn dồn lại được thêm một con Billet nữa bên này. À, đây nè, 60/50. Thì hết tuần này ráng cố gắng cày thông thạo cho xong, không biết có xong nổi hay không nữa anh em. Nói chung là ráng cố gắng thôi sao giờ. L1 ngẫu nhiên dứt. Trời ơi, da shop. Hay da, khó nhai lắm nha anh em. Mở hoài, bữa giờ mở hoài ra cái con Billet mà mở hoài không được anh em. Kể cả ở bên cái chiêu mộ bên này nữa nè. Chắc chắn là tuần này, ôi chắc chắn là tuần này thì mình sẽ xả tài nguyên anh em, chắc ngày mai đi, để ngày mai đi ha. Bây giờ xả đã không kịp rồi, xả tài nguyên mấy cái thùng bia này nè, mấy cái ly bia này nè, với lại mấy cái xu vòng quay á. Chết rồi, bữa nói xả xu vòng quay mà tối đó mình quên mất tiêu anh em ơi. Nó đang nhảy tới được 300 xu vòng quay á nè. Từ để mình chiêu cho nó tới 1000 điểm mở ra hên xui được thêm con Billet nữa anh em ơi. Nhà nghèo mà chơi vậy thôi chứ sao giờ anh em.
Nhưng mà mình thấy khi mà mở 1.000 cái này nó dễ ra tướng SS lắm. Khi mà anh em mở 1.000 điểm ở bên này nè, đúng 1.000 nha anh em. Đó, giống y chang như thế này nó dễ ra tướng SS lắm. Hồi đợt mình mở ra Nami Wano rồi bên này 2-3 lần luôn á. Đây anh em, ôi ôi Zugo không trúng rồi. Hên xui nha, cái này vụ này hên xui nha anh em, chứ không phải là, cái này là nói chung là tỷ lệ cao thôi. Có cái mẹo nhỏ nhỏ để hướng dẫn anh em thôi. Rồi, bây giờ sẽ lấy quà gọi là quà này gọi là gì, quà gì ta, quà đăng nhập mỗi ngày nè. Rồi quà farm điểm chiến trường anh em. À, để coi coi là mình được bao nhiêu thêm ha. Ngày nè, 30 thùng, ngon, trời ơi. Cái này là chưa nhập code nha anh em. Đó, cái này là chưa nhập code nha. Rồi, thêm 9 chìa khóa vượt ngục này, 1.000 dép Luffy. Dép Luffy đợt này sẽ ưu tiên lấy ở bên đổi vé đấu trường nha anh em. 80 xu vòng quay nè, ngon, 800 kim cương, tuyệt vời. À, ấy, được thêm là một ngẫu nhiên nữa, tí vô mở thêm. Bánh lái thuyền trưởng được hai cái ha. Cái này thì để từ từ rồi up sau nha anh em nhớ điểm danh hàng ngày bên này nữa nha. Nó cho thêm mấy cái rương nhỏ nhỏ nè. Đen là 27, trời ơi, hai cái 30 là được cái gì ta? Được thêm 10 thùng với lại thêm 500 nước mắt nè. Khá là ngon. Đây, đó, về cái tài nguyên thì để mình ngày mai đi anh em, ngày mai mình sẽ xả sâu anh em. Thì quên anh em, quên nói cái lý do tại sao mà mình là quay vào cái giờ này anh em. Đáng lẽ ra ngày mai mới quay nhưng mà có nhận được thông báo là ngày mai có lịch cúp điện anh em, nên là tối nay là phải thức để qua 12 giờ để mà quay review cho anh em sớm, chứ không là nguyên cả ngày mai là nó cúp điện từ 7 giờ cho tới 5 giờ chiều luôn anh em. Đó, nên là bây giờ phải làm một cái video buổi trưa để mà có cái để anh em xem anh em. À, nên là anh em thấy mình cố gắng thì và cũng như là thú vị, hãy cho mình một like share giỏi kênh nha anh em. Rồi, vô xả một ít tài nguyên ở trong này đi anh em. Cuộn L1 đúng không? Lắm. Trời ơi, khó nhai thực sự anh em. Coi cái quà bên này có cái gì ngon hay không anh em. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta nhận được thêm quà vực thẳm anh em, nên là ngày hôm nay xả ui dép Luffy 5.000 mấy luôn nè. Vô lụm ở bên này coi coi là có cái gì ngon lụm luôn nha anh em. Ở trong cái dép shop rơi ải nè, đang tính đổi thẻ huyền bí, mà 5.000 đổi một cái thẻ huyền bí nó phí quá anh em ơi. 5.000 đổi cái nước mắt thì mình thấy nó hợp lý hơn anh em. Đây 6.000 lính chì hả, chắc là sẽ đổi mấy cái thùng bia anh em, một ít rồi đổi ở bên này. À quên anh em, cái giấy thách đấu mới đúng, bên này chúng ta ưu tiên giấy thách đấu mới đúng anh em. Đó, 600 ha anh em, đổi cho nó vừa hết luôn nha anh em, vừa hết giấy thách đấu luôn đi. Hình như là nó cho mình đổi tới 4 hay 50 lần gì đó anh em. Chỉ còn 3 lượt đổi hả, trời đất ơi, hết rồi anh em. Chỉ còn 3 lượt đổi thôi, giấy thách đấu lấy hết luôn rồi ha. Rồi còn bao nhiêu dép ta, 3.000 mấy dép. Rồi xả một ít ở bên này nhân phẩm anh em ơi. 3.000 được 4 rương. Trời, 4 rương may mắn Sanji hắc ẩn nha. Vô xả thôi ơi, là được cái gì ngon nghẻ hay không anh em. Cái này anh em mà nhân phẩm cao là chúng ta gọi là ăn đứt mấy ông nạp tiền luôn ấy. Rồi thì ước mơ của mình ở trong này thì là chắc chắn rồi anh em, Sanji hắc ẩn một con copy. Hoặc là cái thứ hai đó là thùng bia anh em. À, cái thứ ba là su. Cái thứ tư là nước mắt và cái thứ năm là cốc bia. Còn mấy cái khác thì đừng có cho tôi cũng được nha. Ok, 4 phát nha anh em. Trời ơi, cho Billy quá trời. Nó cho đá kinh nghiệm với lại Billy quá trời luôn anh em, khổ thực sự. Rồi, ok, nhân phẩm nha. Rồi, mình nhớ là mình có chọn 3.000 cái album anh em ơi. Thẻ huyền bí, trời 254 luôn nè anh em, ghê. Cái này là số ảo nha mấy ông má ơi, lát luôn rồi anh em, đợi mình tí nha anh em, số này số ảo rồi. Cứ anh em vô game lại rồi nè, trời ơi mới vô mà nó lát cho một cái quả làm hết hồn địa luôn anh em. Nó cho 200 mấy k gọi là thẻ huyền bí. Đây, bây giờ vô mở gọi là cái nhân vật gọi là tâm hồn ok này nha anh em. Trời ơi mới vô dính luôn một quả ngon. 4.000 mấy thẻ huyền bí. Không biết là có mở được thêm bên này không anh em. Toàn đội tăng 180 mấy ngàn máu ha anh em. Album này bên này rất là gọi là ngon anh em. Cái phần album này rất là quan trọng đối với lại anh em luôn á. Ây da, xịt nữa rồi. Không có cần ở bên tâm hồn đâu nha anh em. Cần ở bên cái đùi với lại cái tóc ở dưới này thôi. Trời ơi, chết rồi anh em ơi, mở không trúng rồi. Ây da, xịt nữa. Căng thế nhờ.
cố lắm mới có là 4.000 mấy thẻ anh em, mà nó ra đi trong vòng một nút nhạc như thế này là chết tôi rồi. Không trúng luôn rồi, dính phát đầu thôi anh em ơi, mấy phát sau khó quá. Ây da, em thấy chua ghê chưa anh em, đâu phải mở bơm là dễ đâu. Xịt nữa kìa, u là trời, no. Tiếp, oh yes, một phát. Rồi, ok, còn một cái đùi bên trái nữa thôi nha anh em, là đủ nha. Hụt nữa rồi, dính luôn đi ạ. Yeah, nó phải như vậy anh em. Trời ơi, ngon anh em. Hay da, rồi, tới con nhân vật tiếp theo. Trời ơi, bà chị, mình lem. Cho hình kiểu này, chết tôi rồi anh em ơi. À, bây giờ là ở vòng này là chúng ta có tới 9 ô nha anh em, 9 ô. Trời ơi, cho ngay cái chỗ đẹp nhất luôn mới ghê chứ, trực tiếp. Không, chỗ ở giữa mới đẹp, mới là đẹp nhất nè anh em. Bậy bạ quá. Ủa, hết bà thẻ rồi. Rồi, tới đây được rồi ha anh em. Nói chung là cũng ok rồi đó. Rồi. Rồi, à ngày hôm nay có thử thách anh em ơi, thì sẵn chúng ta lấy team đi đánh thử thách luôn ha. À, để coi coi. Rất là thích đánh thử thách ở trong này anh em, bởi vì sao? Bởi vì thử thách ở trong này quà rất là ngon. Nhiều ông hỏi là cái để mình coi cái kiếm còn lâu là ngon ngon rồi đã. Nhiều ông hỏi là mấy cái trái ác quỷ của anh kiếm ở đâu ra mà nhiều mà ngon mà nhiều vậy. Thì đánh ở trong này anh em, ở trong này nó cho trái ác quỷ rất là ngon. Sabulet đồ nè. Nami Wano, ở bên này không có Nami, chơi bên này đi. Không biết là có phải là sự lựa chọn đúng đắn của tôi hay không nữa anh em ơi. Dạo gần đây đánh ở bên này nó gắt gỏng quá. Billet này dục luôn. Đó. Rồi, ok. Cho con Yuta lên tăng cơ. Cho Yuta lên tăng cơ nha anh em. Ở bên kia không có bà chị nên là chắc là cũng đỡ đỡ được một xíu. Đây, cho anh em coi sức mạnh của Billet của tôi nè. E4 mà đấm rất là đau nha anh em. Đó, đó. Ôi, rất là ngon nghẽ nha. Khi mà anh em lên được gơm e được các thứ anh em thì nó sẽ gọi là hồi máu rất là ghê luôn anh em, ngon lành. Chính xác. Rồi, đi hồi thêm máu đi anh em. Hên quá, tướng mình gần chết rồi, nó lại lên thêm máu. Đánh ở dưới này quá anh em ơi, ở trên này có con Biggie, khó chịu. Đấy, anh em né né, cái mẹo ở đây là anh em né né cái team nào mà có con Nami Wano đó anh em, bởi vì sao? Bởi vì nó rất là dễ bị lật kèo. Đó, và cũng như là nó có hồi sinh tim nữa, của hồi sinh tim địch nó em rất là khó chịu ha. Đó, đó, ngon 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 anh ơi. Đó, cái tim tương lai của mình là như vậy anh em. Còn về con Sanji hắc ẩn để tính sau anh em. Con đó bây giờ muốn lên E5 thì úi dồi ôi anh em, đối với lại một anh nông dân muốn lên E5 con Sanji hắc ẩn bây giờ là một điều rất là xa xỉ anh em, nhưng mà vẫn đáng cố gắng anh em, bởi vì em nó mạnh là được. Úi chết tôi rồi. Má ơi, dính hai cái rồi là loạn của bà chị luôn. Oh no, ừ may quá hồi sinh. Chả đam này cu. Khó chịu chưa anh em. Ây da, gãy ở đây rồi. Đúng rồi, đóng băng tụi nó lại đi chị ơi. Yamato ơi. Chết rồi, Yamato mình hẹo luôn rồi anh em ơi. Lau Wano, ui. Không thể như thế được, chết sạch sẽ. Ây da. Ây da, mệt rồi anh em ơi, để coi coi tướng nhanh nhẹn. Chọn thêm nha anh em, chọn thêm mấy con tướng nha, rắc nè. Hồi sinh một đứa đi cho nó khỏe nè. Rồi, ngon, Nami Wano, được. Mà cái dàn tướng đầu này của mình là nó lạc lìa hết rồi nè. Bây giờ chắc phải thay dàn tướng mới vô. Thay dàn tướng mới vô nha anh em. Khi nào mà lượm máu ok rồi á thì chúng ta chuyển qua gọi là mấy con tướng cũ anh em, mấy con tướng cũ của mình á thì nó bị mất máu hết rồi nè. Khi nào mà lượm được cục máu á thì chúng ta chuyển qua sau ha anh em. Có con Nami hồi sinh thì cũng đỡ lắm luôn này. Nhưng mà đợt này nó bút hồi sinh kỳ quá. Trời ơi, bị bà chị loạn rất là khó chịu luôn anh em. Đánh bữa giờ là tàn là ngán mỗi bà chị thôi. Đúng rồi, ui hồi ui, hai con hàng đầu bay màu ơi. Hai con hàng đầu bay màu luôn rồi. Sắc kìa, sắc hạn hán với chúng tôi này. Ok. Đó, trái quỷ đây anh em. Để coi coi, máu tối đa đi ha anh em. Gì? Khi có một tướng dưới 15% máu sẽ nhận một lá chắn bằng 30% máu tối đa.
Ui cái này ngon nè anh em, hồi lại máu ngon hơn anh em, 40% máu luôn. Đây máu đây anh em ơi, nguồn sống là đây chứ đâu. Đó trên này coi má ơi, bèo led E4 luôn á hả. Bên này thì có con Nami Wano, bên này thì không có Nami, anh em chắc chơi bên này được nè. Đánh ở trên thôi nè. À, để coi coi, gắn một con ở trên này. À, cho một con Billet. Thôi, Billet từ từ chơi anh em. Bỏ một con ha, mình sẽ bỏ một con bởi vì bên kia có bà chị anh em. Gắn bà chị vô thì khác gì gọi là phế hai con hàng đầu của mình. Bỏ một con ra để cho cái con hàng đầu tuy nó bị dính là loạn nhưng mà nó sẽ không có đánh lại team mình nha anh em. Chết rồi. Gãy hết một đứa nữa rồi. Cố lên, cố lên. Má ơi. Kinh hồn. Ui, đau quá anh em ơi. Ây da. Còn một mình thằng lù. Thằng lù này dạo gần đây gánh đa team rất là ghê nha anh em. Chứ là tiếng mình nó hơi to. À không. Ok. Đó, gánh tim nha anh em. Mém nữa thằng lù bay màu rồi. Rồi chiến này nha, mệt mỏi rồi anh em ơi. Hút máu. Máu đi. Chọn thêm tướng. Mấy con tướng mình chọn trước đó chết bà nó hết rồi. Đây cục máu nữa nè. Rồi đụng Zac với lại Kin. Một là Zac hay là Kin. Chắc là đánh Kin đi. Kin đánh xong á anh em, chúng ta có thêm một cục máu ở đằng sau nữa anh em ơi. Rồi, để coi coi. Cho bà chị lên anh em nhờ. Rồi, chơi. Cố lên. Đúng rồi, loạn hai con. Tuyệt vời. Ui da, đau. Này thì nè, này thì nè. Không biểu led của mình đó anh em, mình cho nó gắn cái bảo vật tóc á. Ui phê, bảo vật tóc á, nên là nó nổ rất là sớm anh em, sẵn làm nhiệm vụ thông thạo luôn ha. Rồi ok, tiếp tục. Ăn một cục máu nữa nè. Đó anh em thấy team mình đi thử thách cháy không anh em. Má ơi, gặp ngay, ui ui mẹ bà đó. Chớp bô Giáng sinh E5 luôn ạ. À, có cần thiết phải như vậy không? Ở bên kia có bà chị không ta? Có luôn. Trời ơi chết tôi rồi. Không ổn rồi đại dương ơi rồi. Có bà chị luôn rồi. Thì để coi coi gắn con chớp bơ Giáng sinh lên rồi là... Thôi. Nói chứ gắn con Kizaru lên đi nha anh em. Dạng như là để thí mạng thôi nè. Nhưng mà Kizaru gắn vô lên trên đó thì nó hơi phí ha. Trời ơi đánh đầu quá. Rồi thôi xong. Ây da, kèo này thằng lù gánh không nổi rồi anh em ơi. Mà vẫn hên xui nha, ôi không, gánh không nổi. Ui, trắng cây máu hết rồi kìa. Thuyền bắn đi ạ, à. Yes. Ui, anh em coi nó đánh kìa. Ây da, nó phải vậy chứ, nhưng mà team mình nó chết sạch sẽ rồi. Team mình nó chết không còn một móng nữa rồi anh em ơi. Với lại mấy cái búp này bây giờ nó tèo quá à. Nè, hồi sinh lại được một đứa nè, không biết là ai đây. Trời ơi, rau đen bà nội cha. Rau đen kỳ vậy. Zac. Còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi anh em. Đây. Anh ba xuất hiện nha anh em. Ở bên kia như mình nhớ có bà chị anh em. Cho anh ba rồi là vô đây rồi là quẩy vui vui một tí. Má ơi, kèo này cũng có bà chị hết, rất là khó chịu ha anh em. Cây đu nộ nữa chứ, ù là trời á. Đấy. Sanji hắc ẩn của chúng ta đó anh em. Mới nói xong bay màu bà rồi anh em, thấy đốt ghê chưa anh em. Để coi coi đốt này đến từ vị trí của ai nha anh em. Mình nghĩ là chắc là đam của thằng lù búp ấy. Gặp con Sanji hắc ẩn nó đốt, hiện giờ nói chung 10 sao đốt cũng tạm tạm được ha anh em. Ok, để coi coi. Ui má ơi, đam của con chopper anh em ơi, chopper thường. Ok, qua tầng 3 luôn chứ bộ anh em, cà lết qua tầng 3. Ui, khi bắt đầu tráng địch hai lượt ngon. Bên này thì chắc là tráng cố gắng lượm hồi sinh đi. Hồi sinh, ui cha ơi, hồi sinh ai không hồi đi, hồi con chopper chết tôi rồi. À con quỷ này có hồi sinh nè. Crocodile này có hồi sinh nè anh em. Nhưng mà thôi, kèo này thì chắc là mình nghĩ là gãy rồi. Không qua nổi rồi anh em ơi.
Bên kia có bà chị không ta? Không có bà chị. Ây da. Đổi vị trí như thế này đi. Rồi, ok. Ê, cho một con là thí mạng lên trên này nè anh em. À, khi mà chết nó tăng công cho toàn đội ha, cũng được. Cái gì mới vô ăn nguyên một nộ của thằng rổ luôn à, chơi vậy sao chơi. Đúng rồi, tụi mày đánh nhiều vô, tí hồi nó đốt chết sạch nè. Thằng lâu bên kia chưa có nộ được nha anh em. Đúng rồi, đó thấy chưa, đó tao nói rồi, đốt đánh nó vô là dính nộ hỏa rất là nhiều, thôi xong rồi. Ao nha anh em, đánh tới đây thôi là chịu hết nổi rồi. Ôi ôi, gần tới boss rồi ha. Tuy cháy nhưng mà không cháy nổi anh em ơi. Tuy cháy nhưng mà không cháy nổi. Coi coi con leo đậu nha anh em. Leo đậu đang bị dính ở cái ải bên này. Để coi anh em coi coi là mình đánh đấm như thế nào ha. Bên kia rắc đánh đâu anh em ơi, đỏ thấy chưa. Trời ơi luôn á. Râm Nami dạo này không có, chưa có lên Goma bóp hồi sinh chán ghê anh em ơi. Ui trời, nó bắn kìa. Ây da. Không, nhưng mà kèo này mình nghĩ có thể rút độc chết tụi nó nha anh em. Đó, ui dồi, không chết luôn kìa. Ui mẹ ơi, châu. Rút cái nữa. Đói, chết nha anh em, chết hết nha. Nhưng mà cái kèo này là khó qua được anh em ơi. Team nó chết, team mình cũng chết. Ui, win nè. Ngon. Tưởng không win anh em, ai về đâu là win không tưởng. À, cứ liên tục như vậy ha. Chúng ta có thêm Belly với lại thêm đá tím anh em ơi. Mình đang rất là cần mấy cái đá tím này để mà úp mấy con food 10 sao. Ui, chết tôi thua nữa rồi. Đấy, ngon. 1042, 1043 luôn rồi. 1044 rồi, gặp kèo này gãy nè. Kèo này nó hay đụng trúng thằng sắt á anh em. Sắt hạng hán á, đây đánh cho anh em xem nè tại sao lại gãy ha. Chắc là bỏ thêm bà chị vô á. Tóc tụi nó cao lắm anh em. Tóc mấy đứa quỷ trong này cao lắm. Kaido rồi các thứ nó nổ là coi như là team. Ui ôi, đam vừa to mà nó lại vừa gọi là phá block đam của mình nữa anh em, rất là khó chịu. Mấy kèo bên này hầu như là thằng lù Wano nó toàn gánh không anh em. Một mình nó gánh hết. Trời ơi, nó chính một đùi hiệu ứng luôn kìa. Vẫn còn hồi sinh nha mấy ông. Lù Wano mình vẫn còn hồi sinh. Đốt một đợt vẫn chưa xin nhê cho lắm. Rồi, nó hồi sinh lên luôn rồi đó. Ây da. Ây da. Chết sạch. Được anh em. Kèo này chúng ta có thể gọi là bấm bỏ qua được. Có thể win đấy. Khó quá ta. Không win nổi anh em, chắc bị dướng tại đây rồi. Yes, nó phải vậy. Mình đánh anh em, mình vô mình coi cái tại sao mình lại thua anh em là mình biết đường là mình chỉnh lại cái team mà. Đó, liên tục ha, ngon nghẻ chưa. Ui da, thua nè. Ủa, vẫn thua ta. Mua một lượt thử coi vô đánh thử coi tại sao thua ha anh em, chắc đứng tại đây rồi. Ôi bên kia có Yuta, chọt rất là đau nha anh em, Big Mom nữa kìa. Trời ơi chết tôi rồi, ui ôi nó chọt kìa. Chọt tao nè. Được anh em, kèo này có thể chơi được ấy, chứ không phải không đâu. Yuta bên mình nộ được rồi nè. Hồi sinh. Bên kia rút máu không ta. Yuta chọt được thêm một phát nữa, ui trắng cái máu hết rồi kìa. Ui bên kia nó dài rồi nè em ơi. Bên kia anh em biết tại sao nó có Big Mom hồi sinh, nó rất là khó chịu ha. Rồi ok anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay. Em thấy hay hãy cho một like giỏi kênh nha anh em. Cảm ơn rất nhiều nha. Nhớ xuống ở cái phần comment anh em lấy code tuần nhập nha anh em.